Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật của Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tài sản chung của vợ chồng là một nội dung quan trọng được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Vấn đề quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với tài sản chung đó đã được pháp luật quy định như thế nào? Ai là người có quyền định đoạt tài sản chung đó? Hy vọng sau khi theo dõi xong câu chuyện pháp luật ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Em chào bác luật sư ạ. Vâng, chào anh ạ. Dạ vâng. Mời anh ngồi. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác luật sư ạ. Dạ, em xin được tự giới thiệu với bác luật sư. Dạ, em tên là Phương ạ. Hôm nay em đến đây, thứ nhất là được gặp trực tiếp bác luật sư. Thứ hai là nhờ bác luật sư giải đáp cho em một số thắc mắc ạ. Dạ vâng, không có gì. Vấn đề là xem là việc của anh như thế nào, xem tôi có trợ giúp được không. Dạ vâng ạ. Thưa bác luật sư là cứ nghĩ đến vợ em, em tức lắm ạ, điên cả tiết rồi bác ạ. Sao, lại chuyện cãi vã vợ con à? Dạ thưa bác luật sư là còn hơn cả cãi vã nữa chị ạ. Vâng, thế anh có thể bình tĩnh nói cho tôi biết xem là việc của anh như thế nào. Dạ, báo cáo luật sư, sự việc nó là thế này ạ. Ông Phượng ơi! Ông Phượng ơi! Ông Phượng ơi! Ai đây rồi? Ông Cầm, sao mà ông đùng đùng thế? May mà hôm nay tôi sang sớm gặp được ông ở nhà đấy. Tại sao mọi lần tôi sang ông vẫn cố tình tránh mặt tôi là thế nào? Ôi, ông cứ đùng đùng lên thế à? Sao lúc gặp tôi ông cứ không nhẹ nhàng một chút được ạ? Nhẹ nhàng thì ai mà chẳng muốn nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi đã nói như ban lệnh ông bao nhiêu lần rồi. Ông có bao giờ thèm nghe tôi nói đâu. Cùng nước đi. Là cái chuyện đất đai phải không? Không chuyện đất đai thì chuyện gì nữa. Tôi đã nói với ông nhiều lần rồi. Tôi có giao dịch đất đai với ông đâu. Mà sao ông cứ giã vào đầu tôi thế ạ? Tôi nói cho ông biết nhé. Cái việc giao dịch đất đai ấy giữa gia đình tôi và gia đình ông là mua bán đàng hoàng. Tôi không xin gia đình ông đúng không? Đúng. Ông đừng có quay tôi chứ gì. Này này này. Ông đừng ăn nói cái kiểu đấy nhá. Tôi không chơi trò bẩn đấy đâu. Mà tôi đã nói mãi với ông rồi. Ông giao dịch đất đai với ai thì ông đi tìm người đấy mà đòi hỏi nhá. Tôi không mua bán với ông. Ông vẫn như vậy thì làm sao tôi không bực mình được chứ. Mất đấy. Vợ ông bán cho tôi với giá 500 triệu. Có giấy tờ, có chữ ký của vợ ông hẳn hoài. Thậm chí có cả chữ ký của tổ trưởng tổ dân phố đây. Ông nhìn đi, đúng chưa? Thì đây là đúng là chữ ký của vợ tôi rồi. Nhưng nó giấu tôi, nó bán đất cho ông. Ông đã công nhận đây là vợ ông đã bán đất cho tôi. Thì bây giờ ông phải có trách nhiệm đắp sổ cho tôi chứ còn gì nữa. Ông thích trách thì đi tìm nó mà trách. Đấy. Vì cái chuyện đất đai giữa ông và vợ tôi. Về tôi bảo, nó bảo là bây giờ đây là cái tài sản chung của hai vợ chồng. Nó thích bán hay nó cứ bán. Thế theo ông, nếu như là nó là vợ của ông thì ông tính thế nào? Thì đành rằng là thuận vợ thuận chồng thì bao giờ chẳng hơn. Nhưng mà dù sao vợ ông đã bán cho tôi rồi, ông phải có trách nhiệm tách sổ cho tôi chứ. Ông thích trách đi tìm nó mà trách. Chỉ vì cái chuyện đất đai đấy. Nó tức tôi, vợ chồng tôi cãi nhau. Nó tức quá ông cả đống tiền bỏ đi rồi. Mà tôi nói cho ông biết nhá. Ông giải tán ngay mấy đứa tôi nhà đi. Giải thể luôn mấy cái nhà tạm đi. Giải lại cho tôi. Ô hay. Trả là trả thế nào. Ông làm những tiền của tôi là bỏ hến vào sọ không mà. Này, bỏ hến vào sọ là việc của ông. Còn đất đấy là đất của tôi. Ông phải trả lại cho tôi. Đất đấy để lại cả miếng. Bán được giá. Bây giờ tách đi một nửa. Còn bán được bao nhiêu? À, thế là ông lật lọng chứ gì. Thả nào hết lần này lần khác ông tránh mặt tôi đúng không? Thôi được rồi. Ông muốn lấy lại đất chứ gì. Đưa tôi 800 triệu, tôi sẽ trả lại đất cho ông. Ông đừng có mơ giữa ban ngày nhé. Ông định tính việc mua bán của ông và vợ tôi thành vụ buôn bán siêu lợi nhuận à? Tôi không biết, ông căng thì tôi thế đấy. Một trong hai cách, ông tách sổ cho tôi. Hai là đưa tôi 800 triệu. Coi như cái việc mua đất giữa gia đình tôi và gia đình ông chưa từng xảy ra, thế thôi. Này, tôi không nói chuyện với ông nhé. Ông đi về đi. Lo mà tính trả đất lại cho tôi. Ông chờ đấy. Quá là vậy. Bực hết cả mình. Đây đấy, bác luật sư thấy đấy. Em thì em rất là tin tưởng và tôn trọng vợ con. Nhưng mà cứ nghĩ đến nó là em điên cả tiết lên. Dạ, nó có tôn trọng em đâu. Dạ, dạ thưa luật sư cho em hỏi là cái việc mua bán của vợ em với ông Công ấy thì có được pháp luật công nhận hay không ạ? Như anh trình bày, mảnh đất mà vợ anh đã bán cho ông Công dạ là vâng, thuộc sở hữu của vợ chồng anh. Đúng rồi. Và đây là trường hợp thuộc sở hữu chung hợp nhất.
Mà theo quy định tại điều 28 luật hôn nhân gia đình thì việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng được quy định như sau. Thứ nhất là vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Dạ vâng. Thứ hai là tài sản chung của vợ chồng chỉ được chi dùng vào việc phục vụ nhu cầu của gia đình, thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ chồng. Dạ vâng. Thứ ba là việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản có giá trị lớn hoặc đó là nguồn sống duy nhất của gia đình. Việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh thì phải được vợ chồng bàn bạc thỏa thuận, trừ tài sản chung đã được chia để đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 1 điều 29 bộ luật này. Dạ. Do đó, theo quy định của pháp luật thì việc định đoạt tài sản này phải được sự đồng thuận của cả vợ chồng anh. Việc vợ anh đã tự ý chuyển nhượng cho ông Công là trái quy định của pháp luật. Và vì vậy mà cái giao dịch đó là vô hiệu. Dạ, đúng rồi đấy ạ. Cô ấy bán chứ em có bán đâu. Dạ, nói thật với bác luật sư là từ hôm em đi về, thấy cô ấy rất khác. Cô ấy tiêu tiền không biết tiếc tay. Em hỏi tiền đâu ra mà tiêu, cô ấy bảo là trúng mánh. Mà trúng mánh cái gì? Cô có làm ăn cái gì đâu mà trúng mánh. Tất cả mọi tài sản trong gia đình này, đất đai của nả, đều một tay em làm ra. Đấy, thế mà bây giờ cô ấy bán đất, cô ấy ôm tiền cô ấy đi. Dạ, thưa bác luật sư là theo bác luật sư thì em phải xử lý như thế nào ạ? Cái giao dịch mua bán giữa vợ anh với ông Công là không có giá trị thực hiện. Hay nói cách khác, nó là vô hiệu. Dạ vâng ạ. Và về nguyên tắc thì các bên tham gia vào giao dịch vô hiệu phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Ở trường hợp này thì ông Công phải trả lại đất cho vợ chồng anh. Dạ vâng. Và vợ anh thì phải trả lại cho ông Công số tiền đã nhận của ông Công. Dạ. Đồng thời phải thực hiện cái nghĩa vụ giải quyết cái hậu quả phát sinh, những thiệt hại phát sinh từ cái giao dịch vô hiệu này theo yếu tố lỗi giữa dạ vâng. vợ anh và ông Công. Như vậy, trước hết là anh cần phải chủ động để liên hệ với chị về cùng với anh giải quyết sự việc này. Thế này thì gay rồi ạ. Nó ôm tiền bỏ đi mấy tháng nay rồi. Dạ thưa bác luật sư là em cảnh gà chống nuôi con khổ vất vả lắm ạ. Và ông Công vừa rồi ông lại còn đòi là em phải đền bù trả lại tiền cho ông Công là 800 triệu cái tiền mua cái miếng đất của nhà em. Mà dạ, giờ báo cáo với lại bác luật sư là bây giờ như thế này thì có cơ sở gì trong cái vấn đề mà ông Công đòi hỏi cái số tiền đấy không ạ? Theo điều 137 của Bộ luật dân sự quy định về giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu thì dạ. quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là giao dịch dân sự vô hiệu là không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch. Dạ vâng. Thứ hai là khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Dạ. Nếu hoàn trả được, không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được thì bị tịch thu xung công. Và theo quy định của pháp luật thì bên có lỗi phải gây ra thiệt hại phải bồi thường. Dạ. Thế và theo quy định tại khoản 2 điều 307 Bộ luật dân sự năm 2005 thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế tính được thành tiền do hành vi vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, sửa chữa, hạn chế, khắc phục thiệt hại và những thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Thế thì theo quy định như vậy thì hai bên trước hết là phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận xuất phát từ giao dịch vô hiệu. Dạ, vâng. Hay nói cách khác là gì, ông Công phải trả lại đất cho vợ chồng anh. Đúng chứ ạ. Vợ anh phải trả lại tiền đã nhận của ông Công. Và sau đó phải xác định được thiệt hại xuất phát từ cái giao dịch vô hiệu này có hay không. Dạ vâng. Và xác định cái yếu tố lỗi, phần lỗi của vợ anh và ông Công là những người trực tiếp tham gia vào giao dịch, để qua đó xác định cái thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường đối với cái hậu quả phát sinh từ giao dịch này. Thưa bác luật sư, cứ cho em cái phương hướng giải quyết trong cái trường hợp cụ thể của em cũng được không ạ? Có lẽ rằng cái trường hợp của anh
thì theo kinh nghiệm của tôi ấy, là dạ. khi phát sinh tất cả những cái bất đồng, dạ. tranh chấp trong các cái giao dịch dân sự, thì cái hiệu quả tối ưu là hai bên tự gặp nhau để thương lượng thỏa thuận. Dạ vâng ạ. Và như vậy là anh nên tìm vợ anh về để xác định xem chị đã nhận của ông Công bao nhiêu tiền. Dạ. Và từ đó xác định cái lỗi của chị là như thế nào trong cái việc tham gia giao dịch. Chỉ ra cho ông Công cái lỗi của ông Công như thế nào trong việc tham gia giao dịch. Và xác định với ông Công rằng giao dịch này là giao dịch không có hiệu lực thi hành. Dạ vâng. Phải hủy bỏ. Thế thì từ đó phân tích cái lỗi, cái thiệt hại và hai bên cân đối với nhau cái mức độ sao cho nó thỏa đáng. Dạ. Để quyền lợi ích hợp pháp của cả hai bên đều được tôn trọng và bảo vệ. Dạ vâng. Còn nếu trong trường hợp anh không thể đàm phán được với ông Công thì để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình, anh có quyền làm đơn khởi kiện ra tòa để yêu cầu tuyên bố hủy bỏ cái giao dịch này. Dạ. Đó là biện pháp cuối cùng mà anh có thể thực hiện. Và đương nhiên pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho anh. Dạ vâng ạ. Vậy thì em phải đi tìm ngay con mụ vợ nhà em về ạ. Dạ vâng, em cảm ơn luật sư ạ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất. Vợ chồng cùng tạo lập, phát triển khối tài sản chung bằng công sức của mỗi người và có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Cho dù khối tài sản như anh chồng cho câu chuyện cho rằng là do mình làm lụng tích cóp mà có, song dẫu sao đó vẫn là của chồng công vợ. Hơn thế nữa, mảnh đất này đã được hai vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận là tài sản chung, nên việc định đoạt tài sản phải có sự đồng thuận của cả hai người. Qua câu chuyện hôm nay, hy vọng quý vị và các bạn đã có những thông tin bổ ích về những quy định của pháp luật về quyền định đoạt tài sản chung của vợ chồng, cũng như cảnh giác hơn khi tham gia giao dịch mua bán mà bắt buộc phải biết được nguồn gốc của tài sản. Chương trình Câu chuyện pháp luật ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cũng như yêu cầu giải đáp thắc mắc xin quý vị gửi về chuyên mục Câu chuyện pháp luật, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Hòm thư điện tử của chương trình Câu chuyện pháp luật a@vtv.vn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.